nóng rực. Wow. Hay lạnh băng. Thật khó để lựa chọn. Mình không hiểu sao bạn lại uống đồ lạnh được. Mỗi người mỗi khác mà. Nhìn anh ấy kìa, một chàng trai thú vị. Chào các cô gái. Của mình nha. Đừng có mơ, anh ấy là của mình. Chào. Đừng có nhúng tay vào. Bạn không có cửa đâu. Để mà xem. Phù thủy nóng đang làm binh bồ yêu. Bóng phượng hoàng lửa. Thêm gia vị nữa. Và một sợi tóc. Ron, giờ anh là của em. Wow, trông đầy nóng ghê. Cục cưng. Bà ơi, đây là bạn trai mới của con nè. Nóng quá đi. Bà à, con biết bà thích anh ấy mà. Phù thủy lạnh có công thức làm bình bùa yêu độc quyền. Bột từ vảy rồng băng. Nghe mùi quá. Nước mắt người tuyết. 1, 2, 3. Còn thiếu gì đó. À, tất nhiên rồi. Một chút tình yêu. Ron, anh yêu. Lạnh quá. Mình bối rối ghê. Đừng lo, chúng ta sẽ ở đó sớm thôi. Đi với em. Không, Ron đi với mình. Không, với mình chứ. Đừng có mơ nữa, họ làm mọi thứ phức tạp ghê. Đi tiếp chứ. Cầm tờ rơi giảm giá nha. Ồ, cảm ơn. Ơ, tôi đi đây. Mình có mã giảm giá, đưa cho mình. Không đời nào, đưa đây. Dừng lại, thi đấu đi. Chổi của các cậu đây. Ngược lại cơ. Sẵn sàng, chuẩn bị, bay. Cục cưng của mình. Đáng yêu quá đi. Yeah, yeah. À, đủ thần. Không, mình vô tình tự biến mình thành mèo rồi. Phủ keo nóng màu đỏ lên chiếc đũa tre. Tạo hình dung nham. Gắn than đá. Đó chả là gì. Tồi tệ nhất là bạn cũng biến mình thành mèo luôn. Giờ thì ai sẽ giải phép cho chúng mình? Viên kẹo tình yêu kỳ diệu đã sẵn sàng. Ron sẽ ăn và yêu mình mãi mãi. Ron tới rồi kìa. Nghe mùi như phép thuật á. Ô, kẹo. Mình thích lắm. Ngon quá đi. Ron, em có kẹo cho anh nè. Ồ, ồ không, kẹo, bạn ấy ăn rồi sao? Xong rồi. Ồ, giọt băng của mình. Bạn không biết mình yêu bạn đến nhường nào đâu. Thật ra mình biết. Thật ra hồi nhỏ anh ngại ngùng lắm. Không thể nào. Ồ, đó là Paco Suzuki. Paco, em tới đây. Paco, chờ với. Ồ không, lại là fan. Anh ấy nhanh quá. Ron, anh ổn chứ? Paco Suzuki chạy mất rồi và anh không bắt kịp. Đừng lo, em sẵn lòng giúp anh. Đóng băng. Phủ giấy nến với kem dưỡng da. Phủ keo nóng lấp lánh lên chiếc đũa tre. Tô màu với màu acrylic. Thêm mica. Wow, được nè. Paco, cuối cùng ta cũng gặp nhau.
chụp vài tấm selfie nha. Cảm ơn bà cô, anh là nhất. Xem nào, chổi này lỗi thời quá. Cái này được nè. Một tin nhắn, Ron đang chờ mình. Mà mình chưa thấy đồ nữa. Biến hình, hoàn hảo. Mình chỉ cần sửa lại tóc thôi. Bà ơi, cho con mượn nha. Sau hạt màu đỏ vào dây câu, đặt chúng lên tóc giả màu vàng. Giờ thì mình sẵn sàng rồi. Phù thủy lạnh không lãng phí thời gian. Ron không thể rời mắt khỏi vương miệng rắn và chủ nhân của nó. Tạo hình rắn từ đất sét nung. Thêm chi tiết. Nấu lên theo hướng dẫn sử dụng. Dán con rắn lên băng đô có đá quý. Tô màu với màu acrylic. Thêm lưỡi và mắt bằng kim cương giả. Ron, em tới rồi nè. Gì? Sao anh dám? Lửa! Chúng ta cháy rồi. Ron, vậy là sao? Hey. Này Ron, cái vườn miệng rắn băng này bỏ phép anh rồi. Em sẽ làm nóng đồ uống của anh và anh sẽ tỉnh lại. Oh, nóng quá. Mình làm gì ở đây vậy? Đồ nói dối. Ô, gái ơi, không bao giờ thành công. Tụi mình đi đây. Tại sao? Cô cần giúp đỡ chứ. Ra khỏi đây. Cô có rắn ở trên đầu. À! Sao mà xui vậy nè. Phù thủy nóng đang mơ về crush của cô ấy. Ron, anh yêu, một ngày thật tuyệt vời. Nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Không, không được. Gì vậy chứ? Anh yêu, cùng đi dạo nha. Chắc chắn rồi. Một giấc mơ thật ngọt ngào. Xem video này nha. Được đó. Quảng cáo tai nghe hả? Bỏ qua đi. Xong rồi. Thú vị ghê. Gì? Lại tai nghe nữa. Xem tiếp nào. Không được rồi, em không chịu được. Em sẽ bỏ qua cái quảng cáo này mãi mãi cho. Nóng quá. Wow. Mình nên giấu tai nghe đi thôi. Chào các cô gái. Chào Ron. Anh tới đây để chúc mừng tụi em hả? Không, không, mình đoán hôm nay là sinh nhật của họ. Mình cần quà ngay bây giờ. Ồ, đóng bí ngô này được đấy. Mình sẽ làm vài món quà. Cắt phần đáy của quả bí ngô trắng ra. Lấy phần bên trong ra nào. Cắt hình mắt, mũi và miệng. Phùng sơn màu xanh dương lên phần bên trong. Tô màu ngọc trai ở bên ngoài. Đặt một dây đèn vào bên trong. Cắt mắt, mũi và miệng cho bí ngô theo khuôn có sẵn nha. Đặt nến ở bên trong. Xong rồi, họ chắc chắn sẽ thích mấy quả bí ngô này. Chuyện gì vậy? Các cô gái của tụi em nè. Wow, đẹp quá đi. Em thích lắm. Ron, vào đi. Tiệc bắt đầu rồi đó. Các bạn à, nhìn mấy quả bí ngô này nè. Không thể tin được. Tuyệt vời. Hello. Anh rất vui là tụi em thích chúng. Em yêu, anh có chuyện muốn nói. Gì? Em không thể tin được. Cưới anh nha. Tất nhiên rồi, em đồng ý. Làm con rồng từ đất sét tự khô. Thêm chi tiết, để nó khô lại. Tô màu với màu acrylic. Thêm bụi vàng. Gắn nó vào đế nhẫn. Ồ, em chụp lại mới được. Oh yeah, bạn không thành công đâu. 1, 2, 3.
giấy sẽ không trả lời. Đặt bức tượng tí hon vào khối cầu nhỏ. Thêm tuyết giả và kim tuyến màu trắng. Xỏ khối cầu vào một sợi dây. Giờ Ron là của mình. Mãi mãi. Ron, em buồn lắm. Mọi thứ đều khác khi không có anh. Giọt băng ác độc, mình sẽ báo thù. Ước gì lửa. Ron bị kẹt trong mặt dây chuyền này và sẽ ở với mình mãi mãi. Lạnh quá. Bạn có thích phù thủy nóng và lạnh của tụi mình hay không? Bình luận bên dưới nếu bạn muốn xem phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của tụi mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hài hước mới từ kênh Trơm Trơm.